Xin kính chào các quý khán giả. Hôm nay tại shop Audio Thiên Hà số 5 ngõ 198 Thái Hà, chúng tôi sẽ xin bóc khui thùng cặp loa Canterbury của hãng Tannoy. Đây là một hãng rất nổi tiếng đến từ Anh Quốc và được sản xuất hoàn toàn tại Anh Quốc. Và cặp này đó là phiên bản thứ hai của trong dòng loa Canterbury, đó chính là cặp Tannoy này. Và với chữ Prestige này thì các bạn biết đây đó là sự uy tín của cả một hãng được đặt trong cặp loa này, và với cái dòng Prestige này thì gần như Tannoy đặt chủ đạo vào chất lượng âm thanh của đây, vì dòng này nó chỉ có 5 dòng sản phẩm chính, đó là dòng này và cặp này là cặp thứ hai, và lấy cảm hứng chính từ nguồn gốc là từ của cái Gold Monitor, đấy đó chính là Gold Reflection này, đây là củ vàng. Và chúng ta sẽ cùng khui thùng và trải nghiệm xem cặp thứ hai này nó có cái gì đặc biệt. Đầu tiên, với một cái thùng tương đối là lớn và thể tích lên thì rất là lớn thế này thì một mình tôi thì cũng không thể nào mà bóc được, nên tôi cũng phải nhờ nhân viên kỹ thuật của bên Thiên Hà hỗ trợ cùng với tôi bóc cặp loa này. Và đấy, khi các bạn thấy tất cả mọi cái của cặp loa này làm rất là hoàn thiện hoàn chỉnh. Đây là một cái mặt mút xốp để chịu lực ở phía trên. Và trọng lượng cặp loa này thì lên tương đối là nặng, gần 70 kg. Và các bạn khi bóc loa này thì nhớ bóc đúng theo quy trình. Vâng, khi bóc ra thì đã thấy rất là thơm mùi gỗ. Và cặp loa này thì sẽ được làm bằng một cái gỗ gọi là gỗ bulo, nó gần giống như là gỗ bạch dương của Nga. Đó, nên các bạn sẽ nhìn thấy những cái vân gỗ này trông rất là đẹp, và các cái thớ gỗ này khi đã được rất là xử lý về mọi hình, mọi mặt về hình thức thì rất là tuyệt. Và người Anh thì rất chú trọng với cái gỗ này, vì cái gỗ này nó sẽ cho được một cái chất âm thùng. Đó, và các bạn nhìn đây là tất cả đây là các cái đế này là đế chân côn chống rung. Nếu mà mình không dùng chân này thì mình có thể dùng chân này, hoặc là mình sẽ dùng chân này để mình dùng trên chén hứng. Và cái đó thì tôi sẽ giải trình sau với các bạn. Đẹp quá, con này vân chắc là tuyệt luôn. Bây giờ phải lấy con kia để lật. Thế là bây giờ phải lấy cái xốp để lật nghiêng. Và các bạn nên nhớ là khi sử dụng các cặp loa này để mà dỡ thùng thì các bạn phải luôn nên nhớ là phải chú ý đến các cái cầu cọc loa này. Nếu các bạn lật ngang xuống thì các cầu này nó sẽ rất là trong tình trạng là nguy hiểm. Đó, nên khi các bạn muốn lật các cái này thì các bạn nên xoay như thế này để đưa cái cạnh này để lật. Đó. Đó, khi các bạn để ngang thế này rồi thì các bạn bắt đầu là có thể tháo đầu đằng trước này ra và bỏ cái vải áo của loa này ra để cho các bạn dễ sử dụng hơn. Và khi đưa đến đây thì bắt đầu là chúng ta mới được lật như này, phải từ từ lên. Và chúng ta cùng nhìn tổng thể cặp loa này. Cặp loa này thì có một chiều cao rất là ưng cả người Việt mình, nó cao tầm khoảng trên 1m1, và chiều rộng này thì nó rơi vào tầm khoảng 680, còn chiều sâu là 480, là đúng một quy chuẩn. Nhưng mà hiện tại tôi phải bóc thêm một chiếc nữa ra thì tôi có chìa khóa, tôi lật được thì mới xem được cặp loa này như thế nào. Mùi thơm lắm, cái này rất là quyến rũ khi với những người mà được bóc những cặp loa mới như này. Hôm nay thì đúng là cũng rất là may mắn cho Thiên Hà với bóc cặp loa này, tôi thấy gần như là hoàn thiện. Thứ nhất là đầu tiên là cái màu gỗ vân óc chó, cái thứ hai là các cái vân núi này thì trông rất là đẹp. Thế là còn đây là thì những cái này thì nói là tuyệt vời, chỉ có một vài phút nữa thôi thì chúng ta sẽ biết bí mật nằm trong cái loa này là có cái gì đặc biệt không. Để tôi bóc nút trên kia. Sau khi nhân viên kỹ thuật của Audio Thiên Hà đã đưa cặp loa này ra ngoài, và chúng tôi thì hôm nay rất là vui và hạnh phúc vì thấy một cặp loa có một màu vân gỗ cũng như là một mùi thơm của gỗ, cũng như là với cái mùi thơm này thì đây là cặp loa rất là tuyệt. Còn bây giờ thì tôi đi kèm theo cặp loa này thì nó có một hộp phụ kiện
Và hộp phụ kiện này thì với người Anh thì người ta rất chú trọng vì đây là gỗ tự nhiên, nên người ta đã phải để sẵn cho các bạn một hộp xi. Sau thời gian dùng 1 đến 2 3 năm thì các bạn khi cái nước sơn nước gỗ tự nhiên này nó xuống thì các bạn có thể là trải nghiệm bằng hộp xi này. Còn bên tay tôi đây là một chiếc chìa khóa và tôi cũng đang rất hồi hộp muốn được mở xem mặt e căng này ra, xem cái mặt loa thì trực tiếp nó như thế nào. Còn đây là một quyển catalog và cũng là thư cảm ơn của hãng. Với một dòng loa cao cấp và có uy tín hàng đầu thế giới này thì tôi nghĩ đây là một cái sự rất là trân trọng và kính phục đối với những cái người Anh làm cho các audiophile trên toàn thế giới có một sự cảm nhận về chơi. Đó, các bạn nên xem cái sự kỹ lưỡng chăm chút tỉ mỉ của người ta đến những cái chi tiết dù rất là nhỏ. Còn không thể thiếu được ở phía dưới này đó là chính là những bộ jumper. Khi các bạn đấu cầu loa thì các bạn đấu các đầu jumper như thế này và các bạn lưu ý một chút là về xem các đầu hướng jumper mình cần dùng. Còn đây là bộ chén hứng ở phía dưới. Khi loa mà mình muốn kê lên hoặc là muốn đã fix ổn định chắc chắn rồi thì mình lên fix vào cái đế này. Vì cái đế này nó sẽ tạo cho cái đôi loa cảm giác, tức là nó làm cho đôi loa cái tiếng cắt tần của giải bass nó sẽ được tròn hơn, chất lượng tốt hơn. Và một cái quan trọng là nó lại có cả cái hệ thống chống rung này, nó rất là tốt. Còn tôi thì bây giờ thì cũng đang sốt ruột quá rồi. Nên bây giờ cũng muốn là trải nghiệm là sẽ bóc ngay một chiếc loa để xem thì cảm nhận như thế nào. Và các bạn luôn lưu nhớ là cái e căng này thì nó rất là nặng, nên khi các bạn lấy e căng ra thì các bạn phải đỡ bằng hai tay rất là cẩn thận, vì cái e căng nó rất là nặng. Nếu mà các bạn không may bị tụt tay rơi xuống thì các đầu này nó sẽ bị hỏng mất cái e căng này, vì đây là một cái e căng rất là mới và kỹ. Đó, và khi đặt lại những e căng thì mất thời gian, rất là mất thời gian. Đó. Nào, tuyệt vời các bạn ạ. Với một cấu trúc mà màng loa lên với bass gần 40 tới 38 phân thế này thì tôi nghĩ đây là một sản phẩm rất là tuyệt vời. Và hai bên là hai vân núi đối xứng này. Đó, còn bây giờ ngồi đây thì tôi vẫn muốn trải nghiệm cái mùi màu gỗ này. Và con canter này thì với đôi loa canter này thì nó rất là hay. Chính đây là cái khe thoát hơi, nhưng mà là cũng lại là cái khe đóng hơi lại. Để khi mình dùng ở trong những phòng mà nó bị ồn mình có thể đóng lại. Thì cái đó thì đến các YouTube sau tôi sẽ cùng các bạn trải nghiệm sâu hơn nữa. Còn với tôi ngày hôm nay thì tôi thấy rất là đỉnh rồi. Rất là sung sướng vì nhìn thấy những cái vân gỗ đẹp như thế này. Lâu lắm rồi mới lại được vuốt ve một đôi loa canter đẹp như thế này. Vâng, với một YouTube thế này rồi thì với chương trình YouTube sau thì tôi sẽ mời các bạn lên phòng test lab tại Thiên Hà Audio chúng tôi ở trên tầng 2 và chúng ta có một buổi trải nghiệm với nhiều định dạng, cách phối ghép, cách đấu ghép để làm sao tìm ra được một chất âm hay để phục vụ cho các audiophile cũng như đem lại cái niềm tự hào cho dòng canter cũng như là dòng tannoy.